Đi học anh em ơi, đi học anh em ơi. Đấy, đến trường nhá. Cháu lên 3, cháu đi mẫu giáo. Cháu lên 6, cháu vào tiểu học. Game không có viewing party. À, anh có kênh Discord ấy, nếu mà mọi người mà muốn vào kênh Discord và kiểu ví dụ xem chung với các bạn ở trên kênh Discord, xem chung game đánh, các bạn có thể vào kênh Discord của Khánh. Khánh chat cái link ở trên ấy nhá. Anh em có thể vào trước, còn tí Khánh sẽ nhắc lại anh em sau khi mà anh em vào đông hơn. Khánh cũng bây giờ đang muốn xây dựng lại kênh Discord ấy. Không phải Discord à? Nó là Discord à? Khánh cũng không biết nữa. Thôi tập trung đi rừng đi anh em, làm Khánh phân tâm thua bây giờ. Okay. Nó con đi đa quy ở góc này không quy vào con chim to được đâu nhá. Mình quy không được em ạ. Kiểu nó cứ vướng con chim nhỏ ấy. Bên team 1 lại quy được, ảo thế nhở. Đi. Đi. Đánh thử xem mà né. Bắn nó đi. Đúng đi. Đi cỏ mà, anh đi cỏ mà. Dưới anh Duy Cò mà. Duy Cò mà chung cũng kiểu hồi trước anh giải anh em cũng ở Hà Nội hết mà. Chơi với nhau hết. Duy Cò trước là ở team Hà Nội Fate à. Hồi đấy chắc vẫn còn tên là Fate đâu. Hồi có cái gì bánh mì Minh Nhật Fate. Ây à, hỏng rồi. Ra team Hà Nội Fate ngày xưa nhiều anh em kiểu bây giờ thành công với đấy. Toàn các doanh nhân rồi anh em ạ. Dinky các thứ, nếu mà anh em nào coi giải hồi đấy biết Dinky. Dinky ở Khánh hồi trước rồi đua rank Hàn suốt. Kiểu hết mùa giải hai thằng rủ nhau ra quán nét đồ đánh Hàn á. Oh. Đánh thường một cái, đánh thường thêm cái nữa đi. Không được rồi, phải nhảy ra thôi, nó quy nha. Mày né đi, phế mình quy con Lulu đấy, trúng con AD luôn. Hay, nãy sợ à không, mình hack nát AD mà anh em. Mình phải giả bộ mình hay chứ, mình phải giả bộ mình hay chứ. Go 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 go. Ui quỳ hay như thế thì đi. Ê từ từ, Khánh đi bây giờ. Đi lần chứ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Giết gì còn một mạng 20k nhé anh. Đây, hết tốc biến rồi nè, thằng ai nè, thằng ai nè. Quỳ đi, quỳ đi, quỳ cho Khánh đi. Không sao quỳ chúng này được. Đi. Dám ra mầm mở, hết tốc biến, hết tốc biến, hết tốc biến. Tăng tốc pha đâu, e về cho Khánh. Đấy. À, lấy cái giờ Khánh anh em ơi. Thằng này nó có slap hay là con Nida đấy. Nó là slap hay là con Nida đấy. Vô đây. Ây da, đánh thường trung lính, nice. Đi học anh em ơi, đi học anh em ơi. Đấy, đến trường nha. Cháu lên 3, cháu đi mẫu giáo. Cháu lên 6, cháu vào tiểu học. Cháu lên 3, cháu đi mẫu giáo lung. Ui, Nam Mi phải có một con R cái góc này mà R thì thôi rồi luôn đấy. Không có anh em ạ, mà không có. Hỏng rồi. Khánh không có hỗ trợ kìa, hỏng rồi. Con Lulu này, con Lulu này, con Lulu này. Sao mà chạy được. Nice. Vào đại học luôn. Lớp 18 đó mà. Lớp 18 là hết đại học cho anh em. Lớp 12 là hết cấp 3 này. 4 năm đại học là 16 này. Cao học con rồi. Gọi siêu nhân đến đi, anh Khánh đánh ác quá. Cái gì đấy. Bóc cái đi, ai à, ăn kiên trụ ra tính sau nhá. Ở hư 88 đồng, nice. Ây da. Ủa rồi. Rơi thằng E thôi. Ừ. Ây da, anh không quy kìm nhau không sao con. Đi ra hết tổng biến rồi. Đánh cỡ này mai 8 giờ. Ui, tối nice mình đi học luôn cho cháy. Ui, A Khánh cháy. Ui, nice. Tim đánh cháy à. Đấy. Mạng cho anh em, mạng cho anh em, mạng cho anh em. Có phải là hết giờ đúng không? Để cho Khánh đi, Khánh lên 252 cái, Khánh thiếu 1 điểm thôi, này cho 2 điểm được. Ôi, tha đi, đừng. Ôi, còn giờ đâu mà. Hỏng rồi. Ừ, được hỗ trợ đâu mà. Giờ Khánh bút là mình sống đấy, cảm ơn Song Hy nha. Dự bị của Gam phải ác chứ, Gam là đội vô địch mà, thì dự bị cũng phải cháy chứ.
Pinh cái gì, người ta có ăn đâu mà pinh. Anh tốt bụng số 2 không ai số 1 luôn á. Ăn gì con đấy đâu mà pinh. Thường lúc off stream con xe đó anh ăn mà. Em đặt điều là anh kiện em ra tòa nghe không? Đặt điều là anh kiện em ra tòa nhé. Cặp. Cặp thì không chết à. Vừa đánh vừa minh họa mà không vừa tăng đam à. Hay số. Gì nữa? Sao mà không chết? Tại sao mà không chết vậy? Đam bị thiếu à? Úm ba la a ba ma chap bấm 1 triệu hồi Levi hỏi đáp. Cái gì Levi hỏi đáp nữa? Đừng triệu hồi nhóc đấy, quỷ đấy chứ. Làm là mất video đấy. Tùng Ly đã rescan 5.000 đồng. Ủa hay hôm nay mình vô nhầm kênh nhỉ? Sao vậy Tùng Ly? Thì lên cái YouTube dislike vậy? Dislike ai vậy? Dislike ai vậy? Đâu phải Khánh đâu đúng không? Dislike Khánh buồn á. Đây rồi, đây rồi, mạng đây rồi. Không cần lao nhá anh em, tầm máy chắc cần gì lao đâu anh em. Ây da, cần đấy. Nhảy, nói xấu. Trời, vừa đánh vừa minh họa, đam nó tăng em mà đam nó tăng. Có kiệt sức mà cặp nó chết mà. Mẹ em lại bảo sao mày lại tùy xem stream thế. Em bảo anh Khánh đánh hết thế này xứng đáng. Ôi, Chitana nha. Cái gì vậy? Giống vua zone dữ vậy. Okay. Ăn chụp anh em lính vừa vào. Ơi, mau phá rỡ cái mình chết Khánh nha, không có giỡn, chạy quá. Thôi. Mọi người like cho Khánh 2 lần đi. Không được nha, 1 lần thôi. Hay. Rồi, mau phá hết rỡ. Rồi thì đi ha. Ôi giời, cặp cái chết rồi. Ôi, trừng phạt đam to hơn à. Trừng phạt đam nhiều chứ. Rồi, end game đây nghe. Sống luôn, nice. Đứa kim cao chết rồi. Đâu bữa người hoảng KS nữa, người ta cứu mà. Đấy, thằng nào sắp chết rồi, hành vào hành cứu mà, hành KS ạ. À.